tăng vô quá đà mi phật đăng vô gia quanh tát tha sa ma gia ta tần hà gia mù răng ca na tha u si ra thơ và bi ra năng ma vô na lăng quá sơ tơ quá ma rơ bạn chỉ bù nắp bù năng. Đây điều lành ta dạy, các ngươi tụ hợp đây hãy nhậu tận gốc ái như nhậu gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lao. Và đây là bản kiểm ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Tăng vỡ qua đa mi phát đăng vỡ dạ quanh tất tha sa ma ca ta tần hạ gia mu lần kha na tha u si ra thơ hòa bị ra năng mà vỡ na lăng hòa sơ tơ qua ma rơ banh chi bù nập bù năng. Tăng vỡ qua đa mi phát đăng vô dạ quanh tất tha sa ma ga ta tần hạ gia mu đằng ca na tha ô si đa thơ hòa bị ra năng mà vô na lăng hòa sơ tô qua ma rơ banh chi bù nập bù năng. Như Lai thương dạy các con về đây tù họp, lòng son cũng thành dục tham gốc cho nhanh như đào lấy rễ cỏ tranh khác gì. Đừng để ma vương khinh khi nhơ cơn tràn lũ cuốn đi rác bèo. Và đây là bản hộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Còn thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, quỳnh kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn Thích Trần Đạo Quỳnh Quát Tha Ná, Thích Trần Đạo Cẩm Vân đã hoan hỷ lên kệ kinh. Và bây giờ thì sớm hơn một chút xíu và sư, và con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư sớm mấy phút được không bạch sư? Nếu được sư cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ạ. Dạ, con tri ân sư rất là nhiều. Dạ, con phun cho sư và sư bắt máy, con mừng như con trúng số luôn vậy đó. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Và cảm ơn Quỳnh Bát Thanh Á cho bài học. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Tham Ma. Dạ, Nam Mô Sang Kha. Dạ, Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Ramma chaloka thi ba ti sa ham ba ti ca tan ca li an thi qua răng a ya cha tham san ti tha sát tập ba ra chấp ca cha ti ca đề xê tự thân măng a nu cam bi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na dánh cha ca văn su tan cha băng thăng a phi tham ma châm măng a cơ ta danh tơ ta tu sạch cha đăng đăng ba bơ tha nay dê ba đi xa dạ mạch chê chúng sanh tất cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lô mọc đậm nhờ ánh sáng a trầu hoa lành trải tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường a chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản a phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi quyết lòng mở đạo dạy đời a nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử a có năm thầy thính dự pháp từ đó là Nhơn Kiều Trần Như a được nếm hương vị phù dư niết bàn
Rồi từ đó mở mang giáo pháp mà 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chân thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cầm đám mưa lành rưỡi khắp thế gian, bởi nhân cơ tính rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung tịnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa cao pháp quốc kinh số 338 và sa thú lành thai Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. sa thú lành thai kính tri ân xích Nhật Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Quý vị nghe nhỏ thì chúng tôi chỉnh to lên tí. Rồi chắc giờ ok rồi. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Thời tiết nó thay đổi đó, cái thành ra chúng tôi bị cảm cúm, cảm sốt. Mới vừa hết mà bây giờ nó cũng còn hơi ho ho. Thành ra nếu trong quá trình buổi giảng này mà thỉnh thoảng chúng tôi có ho thì cũng mong bà con chúng ta qua nghỉ cho. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 338. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ. Yatha pi mule anuppadawe danhe. Yatha pi mule anuppadawe danhe. Đoạn thứ hai. Chinno pirukho puna rewa ruhati. Ruhati. Chinno pirukho puna rewa ruhati. Đoạn thứ ba. Ewam pitan hang anusaye anuhate. Ewam pi tan hang anu Ewam pi tan hang anu sa ye anu hate. Đoạn thứ tư. Nipati dukkha mi đằng punap punang. Nipati dukkha mi đằng punap punang. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Ở trong đoạn 1 chúng ta thấy gồm có 4 từ. Từ đầu tiên, yathapi. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Yatha cộng với là pi hoặc là api. Yatha là giống như. Mà chúng ta dịch nguyên cả một cái cụm từ yatha pi là cũng như.
cũng như hay là cũng giống như. Từ thứ hai, mu lê. Mu lá là căn, gốc, rễ. Từ thứ ba, anu pat đa quê. Anu pat đa quê. Nếu mà bà con chư Phật tử chúng ta có học Pali đó thì chúng ta tách ra tiếp đầu ngữ anu cộng với là pat đa quê, pat đa quá. Còn không thì chúng ta để nguyên có một cái cụm từ và chúng ta dịch nghĩa cũng được. Anupadawa đó, Upadawa đó, xin lỗi quý vị ha, Anupadawa đó là anu. À dạ đúng rồi, bắt đó quá. Để coi coi. Nụ bắt đầu quá. Chúng ta dịch nguyên nha sư thưa quý vị. Anupadawa. Thì cái từ này đó ở trong cái bài kinh Anicca mà hình như ở trong pháp cú này chúng ta cũng có học cái bài kinh này. Anicca vatasankhara upadawaya thammino upacchitoa niruddhanti te sangvu basamo sukho. Thì anupadawa đó có nghĩa đó là có nghĩa là có sanh có diệt. Thì ở trong cái bài kinh đó các ngài dịch đó là các pháp phủ vi thật không bền vững, nó có tánh sanh diệt là thường. Có tánh sanh diệt là thường. Thì thành ra đó là anupadawa đây, ở đây đó mình dịch đó là gì? Là có sanh diệt. Có sanh diệt tức có nghĩa đó là có tăng trưởng, có sự lớn mạnh. Rồi có sanh diệt cũng được. Từ tiếp theo, đàn hê, đàn hạ, chia đồng cách với là upadawe đó, thành ra có hình thức là e. Đàn hạ là mạnh, mạnh mẽ, hay là chắc chắn, hay là vững vàng. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên chinopi, đây là một hợp từ, chúng ta tách ra chino cộng với là pi hoặc là api. Chino đây là một cái động từ, một cái quá khứ phân từ của cái động từ chindati. Hay là
quá khứ của cái động từ trên đất tiết. Mà trên đất tiết có nghĩa đó là chặt hay là đốn hay là cắt. Chinh nô quá khứ phân từ, thành ra nó mình dịch đó là đã. Đã chặt, đã đốn, đã cắt. Pí ở đây mình dịch đó là cũng, mà có khi đó mình cũng không có cần dịch nghĩa cũng được. Từ tiếp theo, rút khô. Rút khá là cái cây. Cây. Chino pi rút khô, cái cây đã bị chặt, chặt đứt. Puna re wa. Puna re wa đây là một cái hợp từ, chúng ta tách ra puna cộng với là e wa. Thì cái từ e quá này ở trong kệ đó đôi khi chỉ thêm vô để cho đủ âm chứ không có lấy nghĩa. Thành ra ở đây chữ pu na re quá này mình dịch nghĩa đó là lại nữa. Thì cuối cùng ru hát tí là động từ, có nghĩa là mọc lên, phát triển. Pu na re wa ru hát tí là mọc lại, hay là pu na re wa ru hát tí là phát triển trở lại. Mình có thể nói theo kiểu thông thường mình đó là sống lại. Cái cây chặt rồi mà bây giờ nó sống lại. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên e wam pi, cái từ đầu tiên ở trong cái đoạn thứ một đó là yat tha pi. Thì cái từ e wam pi ở đây đó là nó đi theo cái cụm thành ngữ với cái từ ở trên. Yat tha pi mình dịch ra là cũng như, thì e wam pi mình dịch là cũng vậy. E wam pi cũng vậy. Để kết luận vấn đề đó xin thưa quý vị. Tanh hăng, tanh hạ, tanh hăng có nghĩa là ái hay là sự yêu thương hay là sự quyến luyến, mình dịch gọn là ái. Từ tiếp theo anusaye, anusaya là ngủ ngầm hay là tiềm ẩn, tiềm tàng. Từ cuối cùng anuhate, anuhate đây là một hợp từ, chúng ta tách ra na cộng với là uhata. Uhata là một cái quá khứ phân từ của động từ uhadati. Mà uhadati đó có nghĩa đó là bị nhổ bỏ, cắt bỏ. Rồi đây nó có thêm một cái phủ định từ ná ở trước nữa. Thì thành ra đó là anuhate đó có nghĩa là không từ tận gốc, không trừ tận gốc rễ. Tức là chưa có nhổ bỏ được tận gốc.
Chúng ta bước sang đoạn đoạn cuối cùng. Đoạn cuối cùng này chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên nibbatati, đây là một cái động từ có nghĩa là sanh lên hay là sanh khởi, đây là phát sanh lên. Từ thứ hai dukkhamidang, đây là một hợp từ chúng ta tách ra dukkhang cộng với là ý đăng. À, đây là văn kệ thành ra mới sắp xếp kiểu vậy, chứ còn nếu mà văn thường đó thì là phải là ý đăng đúc khăn. À, giống như là bà con mà có đọc cái bài kinh Thâm Chắc Cấp Quách Tân Á đó, bài kinh chuyển pháp luân đó, ý đăng đúc khăn a ri và sách chân. À, thì cái chữ ý đăng đó là tính từ, nó đi ở trước chữ đúc khăn. Ở đăng là khổ, ý đăng là này. Rồi từ cuối cùng vô nắp vô năng. Vô nắp vô năng đây là một cái trạng từ lặp đi lặp lại. Lặp đi lặp lại hay là trở lui trở lại, trở đi trở lại. Bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi nè. Như vậy có như vậy qua cái phần chiếc nghĩa từ vận này, chúng ta sẽ thấy cái câu kệ này gồm có hai câu. Câu 1 đó là đoạn 1, đoạn 2, câu 2 đó là đoạn 3, đoạn 4. Và hai câu này đó, mình hiểu đây là hai cái mệnh đề nối lại thành một câu. Giá tha pí cũng như, giá tha pí cũng như chino rút, chino pí rút khô, cái cây được chặt, cây được chặt. Mu lê anupat đã quê đăng hê, mà cái gốc hay cái rễ đó nó còn sự phát triển mạnh mẽ, hay là còn cái sự sanh 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 diệt đó, xin thưa quý vị, còn sự phát triển mạnh mẽ. Pu na rê wa ru hati thì sống trở lại đó. Mình dịch theo kiểu văn thông thường á, mình hiểu là vậy. Thì sống trở lại, hay là mọc lên trở lại, hay là đâm chồi trở lại. Dạ tha e tới đoạn thứ 34. E quan bí cũng vậy. Tân ha nút xây dê ái tìm miên a nu ha tê chưa trừ tận gốc rễ. Đúc khả mi đăng khổ này, nếp bắt tắt tí sanh khởi, phu nắp phu năng lại hoài. Khổ này sanh khởi trở lại, hay là khổ này sanh khởi lại mãi, lại hoài. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 338. Dạ đúng rồi, 338. Dạ, kính tri ân Sít Nhật Quỳnh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiếc nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 338.
Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhavā buddhaṃ phakkhavantaṃ abhivādemi. Svakkhato phakkhavatā dhammo dhammaṃ nammassāmi. Suppatipanno phakkhavato sāvaka saṅkho saṅkhaṃ nammāmi. Namatthu ratana tayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 338. Câu kệ này cùng với 2, 4, 5, 5 câu kệ nữa, tổng cộng có 6 câu kệ. Tất cả 6 câu kệ này nằm trong phẩm Tanh Ha Quát Gá, có cùng một duyên sự. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại quê Lúa Ná, đề cập đến con heo nái tơ. Tương truyền rằng một lần nọ Đức Thế Tôn đi vào thành Rajagaha để trì bình. Ngài trông thấy một con heo nái tơ, cho nên Ngài mỉm cười rồi bước sang bên vệ đường. Khi đó tôn giả Ananda trông thấy Đức Thế Tôn mỉm cười liền hỏi: Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì duyên gì mà Ngài là mỉm cười? Đức Thế Tôn trả lời: Này Ananda, ngươi có trông thấy con heo nái tơ kia không? Tôn giả Ananda mới trả lời: Bạch Đức Thế Tôn, con có thấy. Lúc đó Đức Thế Tôn ngài dạy: Này Ananda, con heo nái tơ ấy thuở quá khứ là một con gà mái ở gần một cái ngôi trai đường nhằm thời kỳ Đức Phật Các Cú Sanh Thát. Giáo pháp của ngài hiển chiếu ở trong thế gian, thì cái con gà mái đó được nghe một cái vị tỳ kheo trì tụng về thiền quán. Con gà đó nghe kinh với cái ấn tượng đây là pháp bảo, tức là mình hiểu đó, con gà mái đó, nghe vị tỳ kheo đó trì tụng về thiền quán mà khởi lên cái niềm tịnh tính quan hỷ. Tức là vui đó. Vui khi nghe giọng lời kinh tiếng kệ của một vị tỳ kheo. Nhờ cái hạnh nghiệp đó, thành ra sau khi cái con gà mái đó chết, được sanh trở lại làm công chúa tên là Upari. Một lần nọ công chúa mới đi toilet. Thì khi mà đang ngồi đi toilet á, bây giờ mới nhìn thấy những cái con dòi ở trong hầm cầu đó. Cái cô công chúa này mới quán tưởng về sự bất tịnh, cho nên đó là chứng đắc được sơ thiền. Sau khi cô công chúa này chết giữ được ấn chứng thiền đó, cho nên tái sanh về cõi Phạm Thiên. Từ cõi Phạm Thiên, cô công chúa đó tái sanh trở về làm người.
Và dĩ nhiên khi mà tớ sanh về làm người thì cô này cũng là một người nữ. Và do quá trình sống cổ có cái tư vị. Tư vị ở đây đó mình hiểu đó là thiên vị vì do thương, thiên vị vì do ghét, thiên vị vì do sợ hãi, thiên vị vì do ngu dốt. Cái hành xử không có dựa trên pháp, cái hành xử đó dựa theo cái ý kiến chủ quan, hành xử dựa theo ý kiến của một số người mà không có dựa theo pháp, thì thành thử ra đó là theo quý vị như vậy là hành xử đúng hay là sai? Hành xử sai. Hành xử sai thì điều đó có nghĩa đó là tạo ra nghiệp bất thiện nhiều hơn. Do đó sau khi thân bại mạng chung, cổ bị tái sanh lại làm con heo nái tơ. Do Đức Thế Tôn đó, Ngài thấy rõ ràng quá trình thượng vàng hạ cám của cái con heo nái tơ này đó, cho nên Ngài mỉm cười. Thì Tôn giả Ananda cùng với hội chúng tỳ kheo của Ngài nghe Đức Thế Tôn Ngài nói về cái chuỗi luân hồi thượng vàng hạ cám của cái con heo nái tơ này như vậy đó, thì mới khởi lên cái tâm kinh cảm rung động sợ hãi. Sợ hãi cái kiếp luân hồi sanh tử của một chúng sinh, có khi đó thì đi lên, rồi có khi đó thì nó đi đi xuống vậy. Ê chề chán nản, thấy rằng cõi 31 cõi này nè, nó rộng thênh thang, nó to là vậy đó, nhưng mà nó lại vô cùng bẩn chật chật hẹp. Cho nên đó là các nghiệp vậy mới khởi lên cái kinh cảm sợ hãi vậy. Thì nương theo cái tâm thái rung động kinh cảm sợ hãi đối với khổ tử sanh luân hồi của các cái vị tỳ kheo này đó, Đức Thế Tôn Ngài mới thuyết lên một loạt 6 câu kệ này. Như vậy có nghĩa đó là nương theo cái câu chuyện của cái con nái tơ đó, cái câu chuyện của con nái tơ đó đó là một cái đề tài, để rồi từ đó đó Đức Thế Tôn là thuyết cho các cái vị tỳ kheo nghe một loạt 8 câu kệ. Hôm nay chúng ta sẽ học câu kệ đầu tiên ở trong loạt, xin lỗi quý vị, 6 câu ở trong loạt 6 câu kệ này. Câu kệ đầu tiên trong loạt 6 câu kệ này, Đức Thế Tôn Ngài thuyết: Yatha ti mule anupat đa we đan he chinno pi rukho puna re wa ru hati e vam pi tan ha nu sa ye anu hate nip bat ta ti đúc Câu kệ này được Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ: Như cây bị chặt đứt, bị chặt đốn, rễ chưa hại vẫn bền, sẽ được mọc lên lại, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoài. Và đồng thời khi nãy chúng tôi cũng đã có dịch chiếc nghĩa từ vựng và dịch việc việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Cho nên qua hai cái bản dịch này, đây là hai cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Thế Tôn Ngài dạy. Bây giờ chúng tôi cùng với bà con chúng ta tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali này. Chúng ta hiểu càng rõ ràng ý nghĩa của cái câu kệ này bao nhiêu, thì chúng ta dễ dàng ứng dụng vào trong cái đời sống của mình bấy nhiêu.
chúng ta mà ứng dụng pháp được nhiều ở trong đời sống của mình bao nhiêu, thì chúng ta sẽ có được lợi lạc nhiều bấy nhiêu. Ai mà trong đời sống nó hoàn toàn ứng dụng pháp, điều đó có nghĩa rằng người đó sẽ hành hành vi lối sống dựa trên pháp hoàn toàn. Và với người như vậy, thì sau khi thân ngoại mạng chung, cái con đường đi lên là rộng thênh thang, và con đường đi đến Niết Bàn đó là cực ngắn, cực gần. Vậy thì ý nghĩa ẩn chứa ở trong cái câu kệ Pali này đó là gì, xin thưa quý vị? Cái câu kệ Pali này đoạn đầu Đức Thế Tôn Ngài dạy: Yathāpi mūle anuppaddo vedanhe, đoạn đầu và đoạn hai là một câu. Chinnopi rukho puna rewa ruhati, như cây bị chặt đốn, rễ chưa hại vẫn bền, sẽ được mọc lên lại. Sẽ được mọc lên lại. Thì ở đây đó, Ngài đưa ra một cái hình ảnh cho chúng ta thấy đó, về cái sự sống còn. Của một cái cây. Nó giống như đó là cái tâm án của một chúng sinh mà còn. Cái cây khi nào đó mà cái gốc, cái rễ nè được bứng sạch sành xanh, thì lúc đó đó cái sự sống của cây đó đó mới hoàn toàn bị triệt tiêu. Cũng vậy, khi nào chúng sinh mà không còn trở lại cái trạng thái này nữa, tức có nghĩa đó là không còn tử sanh luân hồi đó, thì khi đó ái phải được dập tắt hoàn toàn. Ái phải được dập tắt hoàn toàn. Cái cây đó mà mình chặt ngang qua thôi đó, xin thưa quý vị, thì cái cây đó đó, nếu mà nó có rễ đó, thì cái cây đó nó vẫn chưa chết. Có mưa này ha, là hay là có nước rồi gì đó, đó thì vì do cái rễ đó nó còn á, cho nên đó là cái cây đó nó cũng sẽ đâm chồi nảy lọc, nó sống trở lại. Dạ, nó sống trở lại. Thì cũng vậy đó. Chúng ta tu theo Phật đó là để giải thoát khỏi mọi khổ đau tử sanh luân hồi. Mà được để giải thoát khỏi mọi khổ đau tử sanh luân hồi đó, thì cái rốt ráo đó là khi sanh ra, chết đi, phải không còn sanh trở lại nữa. Không còn sanh trở lại nữa, thì lúc đó, đó mới thật sự ra, mới thật sự ra là hết, hết khổ. Chứ còn đó, sanh ra chết đi ha, mà vẫn còn sanh trở lại nữa đó, thì là vẫn còn tiếp tục khổ. Mà muốn không còn sanh trở lại nữa đó, muốn không còn sanh trở lại nữa đó, thì buộc lòng là gì? Mình phải từ bỏ đi cái mầm, giết chết đi cái mầm. Một cái hạt đó, xin thưa quý vị,
để nó không còn cái sự sống đó, là buộc lòng mình phải tiêu diệt đi cái hạt, à, cái mầm sống của nó. À, thì lúc đó cái hạt đó nó không có cái cơ hội, nó không có cái khả năng sinh sôi nảy nở nữa. À, thì mình cũng vậy, chúng sinh cũng vậy. À, để không còn sanh trở lại nữa đó, thì buộc lòng mình phải diệt đi. À, cái mầm. À, mà cái mầm ở đây đó, ở trong Phật giáo mình nói đó chính là cái chất ẩm ướt. Cứ khi nào mà mình còn sống, à, thì khi đó đó là mình còn tạo nghiệp. Nhưng tùy thuộc vào cái nghiệp đó đó còn có chất ẩm ướt hay là không có chất ẩm ướt. Nếu nghiệp đó đó mà không còn chất ẩm ướt thì cái nghiệp đó đó không cho ra quả, à, không cho kết quả sau này. Còn khi nào cái nghiệp đó đó mà còn chất ẩm ướt đó, à, thì cái nghiệp đó đó nó mới cho kết quả sau này. À, thì thành thử ra đó chúng ta thấy nè ha, Đức Phật có tạo nghiệp không? Chứ A-la-hán có tạo nghiệp không? Có. À, cứ khi còn nói, khi còn làm, khi còn suy nghĩ thì ngay khi đó đó đang tạo nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp đó đó của Đức Phật, của chư vị A-la-hán là vì do không còn chất ẩm ướt, thành ra nghiệp đó không cho kết quả về sau. Sau này không có lãnh cái hậu quả, hay là bị cái hậu quả, hay là được cái hậu quả của cái nghiệp đó nữa. Còn riêng đối với thánh hữu học và phàm phu, do vẫn còn chất ẩm ướt, tức là vẫn còn ái. Ái là chất ẩm ướt hay xin thưa quý vị? Còn có ái. À, thì thành ra đó là gì? Cách nói nè, cách làm, cách suy nghĩ của thánh hữu học và phàm phu vẫn còn để lại cái hệ quả đằng sau. À, thì dĩ nhiên là tùy thuộc vào việc nghiệp đó đó là nghiệp trắng hay là nghiệp đen, hoặc là nghiệp trắng nhiều hơn nghiệp đen, hay là nghiệp đen nhiều hơn nghiệp trắng, để cái hậu quả đó đó nó tương ứng. À, nếu mà nghiệp trắng thì cho quả trắng, nghiệp đen đó thì cho quả đen, nghiệp trắng nhiều hơn đen đó thì cho quả đen nhiều hơn trắng, nghiệp trắng nhiều hơn đen đó thì cho quả trắng nhiều hơn đen. À, trắng nhiều hơn đen. À, thì thành ra đó là, à, cho nên đó ở đây, à, ở trong cái câu kệ này mới nói đó là cây chặt rồi đó, à, mà cái gốc, à, cái rễ phát triển đó, nó vẫn còn mạnh mẽ đó, thì cái cây đó đó nó còn mọc trở lại. Như vậy chứ, như vậy đó, điều đó chúng ta hiểu đó là đối với con người mình tu nè, à, con người mình mà tu, chúng sinh mà tu tập đó, mà chưa có từ bỏ được căn gốc rễ đó, à, thì cũng có nghĩa đó là gì? Còn tiếp tục tử sinh luân hồi. À, còn tiếp tục tử sinh luân hồi. Ồ, cho rồi chúng tôi lại giảng nó nhảy đoạn rồi. Chúng tôi lại nói đến ái rồi, mà ái thì là nó nằm ở đoạn sau rồi. À, đoạn 1, đoạn 2 này đang nói về cái gốc rễ. Gốc rễ thì nó rộng hơn. Cho rồi, vậy là cái này kêu là gián lộn rồi. À, vậy thì cái gốc rễ đây là gì xin thưa quý vị? Mu lá là gốc rễ. Thì ở trong cái bộ gọi là bộ song đối,
ở cái phần căn sông. À, thì trong cái bộ đó mới dạy nè, căn gốc rễ đó có 9, ba căn hay là ba gốc hay là ba rễ bất thiện, ba gốc rễ thiện và ba gốc rễ vô ký, thành ra là 9, 9 gốc 9 rễ. Ba gốc hay là ba rễ hay là ba căn bất thiện đã hình thành tạo nên tất cả các pháp bất thiện. Ba căn, ba gốc, ba rễ thiện đã hình thành tạo nên tất cả các pháp thiện. Ba căn, ba gốc, ba rễ vô ký tạo nên, hình thành nên các pháp vô ký. Thì ở đây mình nói gọn đó, bất thiện thôi. Chứ ở trên cuộc đời này không có ai sợ thiện, không có ai sợ vô ký cả, xin thưa quý vị. Mà chỉ sợ bất thiện thôi. Bởi vì bất thiện nó cho mình cái quả khổ mà. Mình tu đó là để từ bỏ đi cái bất thiện. Đúng xin thưa quý vị. Do đó là ở đây mình đề cập tìm hiểu về gốc rễ bất thiện thôi. Vì do ba căn ba gốc, ba cái rễ bất thiện này nè, cho nên các pháp bất thiện nó mới còn. Từ cái chỗ đó đó, cái bắt đầu là gì? Mình mới còn có cái thân này nè, để rồi từ đó đó mới chịu hay mới bị người ta chửi, mới chịu mới bị nhìn thấy cái này cái kia, mới bị chịu mới bị nóng lạnh, bệnh tật, ho nè, vân vân, đau đầu sổ mũi, rồi là gì ung thư gì gì vậy đó. Đó là những cái quả khổ. Quả khổ đó đó là được hình thành từ nơi ba căn ba gốc ba rễ bất thiện. Mà ba căn ba gốc ba rễ bất thiện đó là gì? Đó là căn tham, căn sân, căn si. Khi nào ba căn này mà nó còn, mình chưa bứng tận gốc của nó, chưa đào tận rễ của nó, chưa đốt cho nó ra tro, mình hiểu là vậy đó. Thì khi đó đó các pháp bất thiện nó vẫn còn hình thành. Mà các pháp bất thiện nó vẫn còn hình thành, điều đó có nghĩa rằng là mình vẫn còn tồn tại, chúng sinh vẫn còn tồn tại. Chúng sinh vẫn còn tồn tại. Tức có nghĩa đó là chết xong tiếp tục sanh trở lại. Chết xong tiếp tục sanh trở lại. Thì khi mà mình hiểu ra, mình thấy ra được cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ này nè. Đó là cứ hễ khi nào mà căn tham còn, căn sân còn, căn si còn, thì là dù cho mình có tu tới cỡ nào đi nữa đó, thì mình cũng vẫn cứ gì? Chết rồi còn sanh trở lại, chết rồi còn sanh trở lại, chết rồi còn sanh trở lại. Mà chết rồi còn sanh trở lại đó, thì có ai dám bảo đảm 100% rằng mình chỉ được sanh lên không thôi, hay là mình bị sanh xuống? Giống như cái câu chuyện duyên sự mà được đề cập trong câu chuyện này nè, xin thú vị. Con heo nái tơ đó, đó là từ cái chỗ con gà nè. Con gà cái bắt đầu là gì? Có tu tập nè, mình hiểu đó là có tu tập nè. Thì bây giờ đó ba cái căn đó đã bị làm giảm đi cái quy lực tí. Ba căn đó tức là căn tham, căn sân, căn si bị giảm quy lực tí. Thì khi mà căn tham, căn sân, căn si bị giảm quy lực tí thì đồng nghĩa với việc là căn vô tham, căn vô sân, căn vô si phát triển lên. Thì thành ra sau khi thân ngoại mạng chung, cái con gà đó đó được sanh trở lại làm cái được sanh lại làm cái gì? Làm cô cùng chúa. Làm cô cùng chúa. Rồi
khi được làm cái cô công chúa nè, bắt đầu cái cô này tiếp tục tu. Tu có nghĩa là cái gì? Là đè nén bào mòn ba căn tham sân si. Mà đè nén bào mòn ba căn tham sân si đồng nghĩa là phát triển lên ba căn vô tham vô sân vô si, phát triển lên thêm tí. À, thì thành ra nhờ đó là sau cái thân hoại mạng chung, cái cô công chúa đó đó sanh lên cõi phạm thiên cao lớn. À, nhưng mà rồi khi sanh lên cõi phạm thiên thì bắt đầu là gì? Cái mức độ của cổ đó tu đó nó giảm lại tí, tức là căn vô tham căn vô si đó không phát triển tiếp mạnh lên mà nó bị lui sụp. Bị lui sụp thì thành ra là gì? Cổ mới bị rớt xuống cõi người, bị rớt xuống cõi người. À rồi, và rồi sau khi rớt xuống cõi người đó bắt đầu ra là gì? Cổ lại không có tiếp tục tu, tức là không có tiếp tục phát triển căn vô tham căn vô sân căn vô si đó lên, mà để cho bấy giờ căn tham căn sân căn si nó xen vô bằng cách là gì? Cổ sống đời sống thiên vĩ, sống đặt nặng gì thương này thương kia, thương người này thương kia, ghét người này ghét người kia, ghét cái này ghét cái kia. À thì từ cái chỗ để cái lòng thương của lòng thương nó lòng thương đó nó lấn ác, lòng ganh tị đó nó lấn ác, thì có nghĩa là cái gì? Để cho căn tham căn sân căn si nó phát triển trở lại rồi. À, thì thành ra sau cái thân gọi mạng chung cổ mới bị đọa làm cái con heo nái tơ nữa. Đọa làm con heo nái tơ nữa. Thì thành thử ra là gì? Khi nào căn tham, căn sân, căn si mà chưa thật sự được bứng gốc, được đốt cho nó ra tro, thì không ai dám chắc 100% đó là mình đi lên mãi mãi. Qua câu chuyện này chúng ta thấy nè, đi lên rồi đi xuống. Và tệ hơn nữa, có khi là đi xuống, đi thẳng xuống dưới luôn. Và đi thẳng xuống dưới, đi thiên thu, đi ngàn đời, đi có thể nói đó là không thấy ánh sáng được. Đó, không thấy ánh sáng được. Thì thành ra đó là tu mục đích đó là để loại bỏ, để bứng gốc, để đi thiêu đốt, để đốt ra cho ba cái căn đó, là căn tham, tham lam, căn sân hận, căn si mê ngu dục. Đó là căn si mê ngu dục. Thì cái đó đó là nó theo cái chiều rộng. Từ cái chỗ chiều rộng đó, đó Đức Thế Tôn Ngài mới đưa đến ở cái chỗ đó là vấn đề nổi bật hơn, mà chúng sinh đó là dễ dàng thấy hơn. Đó là e quầm bi tan ha nu sai ye anu ha te nip bát tiếp đúc hằng y đăng phu đập rằng cái tiềm miên chưa nhổ, khổ này vẫn sanh hoạt. Cái nổi bật nhất đó, đó chính là ái. Sống trong cuộc đời này không có ai mà không có mong muốn mình đẹp hết. Không có ai mà không có thích thú khi mình đẹp. Không có ai thích thú khi mình giàu có. Không có ai thích thú khi mình mạnh khỏe. Không có ai thích, không có ai mà không có thích thú khi mình sinh ra trong gia đình quyền thế. Không có ai mà không có thích thú khi mình sinh ra trong một cái gia đình đông đông đúc, thân bằng nguyên thuộc. Sinh ra trong cái điều kiện cái gì cũng có, không ai mà không thích điều này cả. Và rồi khi mà mình không sinh ra không có đúng như cái điều kiện vậy đó, thì xin thưa quý vị đó, chúng sinh thấy cái gì đẹp thì cũng thích hết, thấy cái gì hoàn hảo, thấy cái gì như ý đó cũng đều thích hết. Cái tính thích của chúng sinh là nó nổi trội, nó nổi bật vậy.
nó nổi trội, nó nổi bật vậy. Và cái thích này nè, xin thưa quý vị đó, có nhiều người đầy đủ quá đó, cái gì cũng có nè, rồi sống đời sống hưởng thụ đã quá rồi đó, cứ nghĩ rằng đó mình đã thánh rồi, mình tu tới nơi tới chốn rồi, nghĩ rằng đó ai thích gì thích chứ giờ tôi không thích gì nữa cả. Cứ nghĩ hay là cứ cho rằng cái tâm của mình đó nó đạt đến cái chỗ đó là tự tại vô ngại giải rồi, bất động. Nhưng mà kỳ thực đó chưa đâu, cái gốc cái rễ nó vẫn còn. Thì cái gốc cái rễ đó ở chỗ này nè, ở phương diện thứ hai này, ở vế thứ hai này nè, Đức Thế Tôn ngài lại dùng một cái từ khác, đó là Anusaya, là tiềm tàng, tiềm ẩn, ngủ ngầm, ẩn nấp ở đâu đó. Vậy thì ái ngủ ngầm ở đây đó mình hiểu là như thế nào? Xin thưa quý vị, pháp ngủ ngầm có tất cả là bảy pháp. Thứ nhất là tham dục ngủ ngầm, thứ hai là sân phẫn nộ ngủ ngầm, thứ ba là ngã mạn ngủ ngầm, thứ tư tà kiến ngủ ngầm, thứ năm hoài nghi ngủ ngầm, thứ sáu hữu ái ngủ ngầm, và thứ bảy đó là vô minh ngủ ngầm. Thì ái ngủ ngầm ở đây đó mình hiểu, trong bảy pháp ngủ ngầm này, ái ngủ ngầm ở đây thuộc hai loại ngủ ngầm, đó là tham dục ngủ ngầm và hữu ái ngủ ngầm. Thì tham dục ngủ ngầm đó là cái sự thích thú, mong cầu, ước muốn được có cái này, có cái kia tàng ở dục, ẩn trà tàng ở trong năm dục, ẩn núp ở trong năm dục. Khi hội đủ điều kiện cơ duyên đó, thì nó sanh lên, thì đó được gọi là tham dục ngủ ngầm. Còn mà hữu ái ngủ ngầm đó, thì hữu ái ngủ ngầm ở đây đó là sự thích thú thỏa mãn mà dính mắc yêu mến trong cảnh thiền và cõi thiền. Thì nếu trong cảnh thiền đó là cõi dục này cũng có. Đó là đối với những người mà chứng đắc thiền đó, xin thưa quý vị. Cái cảm giác khi mà nhập thiền đó nó đã quá, cho nên đó là họ thích thú dính mắc ở trong đó. Thì đó đó là ngủ quán ngủ ngầm. Thì những cái pháp ngủ ngầm này đó, nó có cái chỗ ẩn núp, ngủ ngầm vậy, tiềm ẩn vậy. Thì khi nào hồi đủ duyên đó là nó bộc phát trở lên, còn mà không có hồi đủ duyên đó thì nó cũng cứ núp núp, nó cũng cứ nằm nằm, nó chờ chờ đó. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà 30 vị tỳ kheo về đảnh lễ Đức, 30 vị tỳ kheo tu ở nơi rừng sâu rừng xa đó, cứ ngỡ đó là mình đã chứng đắc đạo quả La Hán, cho nên đó là định về đảnh lễ mét lên Đức Thế Tôn đó. Thì khi mà về gần tới chùa đó thì mới xin vô gặp Đức Thế Tôn, rồi Đức Thế Tôn ngài mới kêu Tôn giả Ananda đó là ra nói các cái gì đó ở ngoài Tha Ma mộ địa chờ đi đó. Lát nữa hay vô gặp. Thì ngay ở cái thời điểm đó, ở Tha Ma mộ địa đó có một cái cô gái rất là trẻ trung xinh đẹp mới vừa chết. Thì người ta quăng cái cô gái đó trần trụi vào trong cái Tha Ma mộ địa, các cái vị tỳ kheo này mục kích thấy thân thể lõa lồ nhưng mà vẫn còn các sắc hoàn hảo, tươi tốt, cho nên động lòng. Thì lập tức ngay khi đó đó các vị đó mới nhận ra được, thì ra mình vẫn còn là phàm ngủ ngầm đó, xin thưa quý vị. Tham dục ngủ ngầm còn, tham dục ngủ ngầm còn, thì cái cô gái đó đó, đó là điều kiện, là cơ hội thích hợp để tham dục ngủ ngầm khởi ra.
Thì các vị này mới nhận ra rằng đó là thì ra tham dục ngủ ngầm mình vẫn còn. Cho nên đó là từ cái chỗ đó bắt đầu đó là gì, mới tiếp tục tu để diệt trừ đi cái tham dục ngủ ngầm. Thì bây giờ làm sao đó để loại bỏ được cái pháp ngủ ngầm này, bảy pháp ngủ ngầm nói chung, hai pháp liên quan đến tham, hai pháp ngủ ngầm liên quan đến tham này nói riêng. Thì ở cũng ở trong cái cuốn kinh, bộ kinh là kinh Song Đối, ở cái phần gọi là tiềm miên song, thì trong đó mới dạy đó là chỉ có thánh đạo thôi, thánh đạo thì mới đoạn trừ được, mới cắt đứt được, mới từ bỏ được, mới bứng gốc được các pháp ngũ ngầm này. Mãi cho đến A Na Hàm thánh đạo đó thì tham dục tiềm miên nè, hữu ái tiềm miên nè mới được cắt đứt, mới được cắt trừ, mới được từ bỏ. Điều đó có nghĩa đó là chúng ta tu tập nè để từ bỏ được căn tham, từ bỏ được căn sân, từ bỏ được căn si, thì buộc lòng là gì? Phải tu tập bát chi đạo. Tu tập bát chi đạo đó thành mãn, thành tụ. Tát chi đạo đó trở thành một. Thì lúc đó ba căn tham, sân, si bị bứng gốc, bị cắt đứt, bị từ bỏ, bị đốt ra tro. Hoặc là gì? Các pháp ngũ ngầm bị đoạn trừ tận gốc. Như vậy thì để từ bỏ được nè, các cái căn gốc rễ bất thiện, hoặc là các cái pháp ngũ ngầm, thì buộc lòng chúng ta phải tu tập gọn đó là bát chi đạo, bát thánh đạo. Mà rộng rộng ra tí đó là 37 pháp trợ giác ngộ. Dạ, 37 pháp trợ giác ngộ. Thì thành ra đó là nói lui nói tới đó, như thế nào đó, ở đây chúng ta cũng phải nhận ra, phải hiểu ra một điều đó là gì. Trong đời sống này luôn luôn lúc nào chúng ta khi nói nè, khi làm nè, khi suy nghĩ cũng phải dựa vào chánh kiến. Bên chánh kiến nó có tư, chánh tư duy nó hỗ trợ, để từ cái chỗ đó đó mà chúng ta thấy nhận ra được căn gốc rễ bất thiện là gì, pháp ngũ ngầm đó là cái gì. Thì xin thưa quý vị, nếu mà nói gọn lại, tất cả đó đều là pháp bất thiện. Mà pháp bất thiện đó thì tất yếu dẫn đến quả khổ đau. Như vậy bước đầu tiên chúng ta phải xác định cho được đó là gì, cái gì là bất thiện, cái gì là thiện. Bất thiện cho quả khổ đau hay là cho quả an lạc? Thiện cho quả khổ đau hay là quả an lạc? Từ chỗ chúng ta nhận diện ra được thiện, bất thiện, kết quả của nó, thì mới dẫn đến đó là chúng ta có cam tâm tình nguyện nói, làm, suy nghĩ theo cái hiểu biết đó hay không. Và bước tiếp theo mới dẫn đến là gì? Chúng ta có tinh tấn để lấn bước qua hay không, có niệm để nhớ những cái hiểu biết đó hay không, có định để giữ vững cái lập trường của mình với cái cách sống dựa trên sự hiểu biết đó hay không. Tùy thuộc vào cái chỗ chúng ta ứng dụng bát chi đạo này vào trong đời sống của mình đó, nhiều hay ít, liên tục hay không liên tục, để chúng ta có cái kết quả tương ứng về sau này. Với những ai đó mà ứng dụng bát chánh đạo này vào trong đời sống một cách triệt để, tức là ứng dụng pháp hoàn toàn vào trong đời sống của mình, thì người đó sau khi thân bại mạng chung, cửa đi lên
rất là lớn. Và có khả năng sau khi thân ngoại mạng chung, người đó không phải trở lại sanh trở lại nữa. Dạ, sanh trở lại nữa. Đó là tất cả những gì mà chúng tôi hiểu biết về câu kệ pháp cú số 338 này. Xin được trình bày đến với toàn thể quý vị là như vậy. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị hành thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực, đại thần lực, cầu mong chư thiên tùy hỷ với phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin nơi chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học câu kinh pháp cú số 328 ngày hôm nay, 338 ngày hôm nay, cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh đại đức Minh Mẫn chúc phúc cho năm chúng con được trọn vẹn phước báo vì thượng tọa minh hạnh đã rời rung. Và con kính dân bích đến sư. Bhavatu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba bhutanupavena sabba dhammanupavena sabba sanghanupavena sadasote bhavantu te. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Mẫn, thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Minh Mẫn, đại đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng khẩm dân hồi hướng. Ya devata santi vihara vasini thupe gare bodhi gare tahin tahin ta thamma da de na pa wan tu chi ta sothin karonte tha vihara mandale thê ra cha mát cha na wa ka cha bit ka vô sarami ka da na pa ti u pa sa ka ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa wan tu te cha na mu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta a tha vô pa pa ti ka ni ya ni căng tham ma wa rằng pa tiết cha tề sắp bề bi đúc kha sa kha rồn tu sẵn kha dặn tha tu chi rằng sa tăng thầm mô thầm ma tha ra cha bút ca la sẵn cô hồ tu sa mắc vô quá a tha ya cha hi ta ya cha âm hê rát khan tu sắc thầm mô sắp bề bi thầm ma cha ri nô uất thêm sâm pha phu ni ya ma tham ma ri ya pa we di te. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào lúc nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm nhân xin xuống mic.